Xin chào quý vị khán giả đến kênh Chuyện Nước Mỹ của Tí buổi sáng ngày hôm nay. Và buổi sáng ngày hôm nay, Tí tin tức xin chúc quý vị một buổi sáng an lành bên ly cà phê với chiếc điện thoại để lắng nghe Tí tin tức trên kênh Chuyện Nước Mỹ của Tí. Ở phần tin buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu bằng phần tin chiến tranh Israel-Gaza. Israel áp sát thành phố Gaza, Blinken rời khỏi khu vực mà không có tạm dừng chiến đấu. Jerusalem, các lực lượng Israel đã tiến sâu hơn vào Gaza hôm thứ Hai, thực hiện các cuộc không kích tàn khốc trong đêm khiến khu vực bị tàn phá này phải vật lộn để đánh giá thiệt hại do mất điện liên lạc khác. Trong khi lệnh tạm dừng nhân đạo do Mỹ hậu thuẫn vẫn nằm ngoài tầm với, trọng tâm của các cuộc không kích và tấn công trên bộ là vào nửa phía bắc của dải Gaza, nơi đã bị quân đội Israel cắt đứt vào cuối tuần qua trong nỗ lực tiêu diệt phong trào chiến binh Hamas đã ăn sâu vào lãnh thổ. Theo Bộ Y tế Gaza, một tháng kể từ cuộc tấn công của Hamas khiến hơn 1.400 người Israel thiệt mạng thì số người chết ở vùng đất Palestine đã vượt quá 10.000 người, trong đó có hơn 4.100 trẻ em. Giữa cuộc bốc nghiệt ngã này, chính quyền Biden cho biết họ kỳ vọng sẽ có thêm viện trợ nhân đạo trong vài ngày tới, và Ngoại trưởng Antony Blinken bày tỏ sự lạc quan rằng sẽ sớm có một đợt tạm dừng nhân đạo sau chuyến đi của ông qua khu vực. Cho đến nay, người Israel vẫn từ chối đồng ý, nhưng Blinken nói với các phóng viên ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, rằng sẽ sớm có động thái vì các cuộc đàm phán đang được tiến hành. Bất chấp sự lạc quan của họ về việc tạm dừng, các quan chức Mỹ thừa nhận rằng người Israel kiên quyết duy trì áp lực lên Hamas. Và với việc thành phố Gaza bị bao vây, lực lượng phòng vệ Israel sẽ thực hiện một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn, có thể dẫn đến thương vong gia tăng, cả chiến binh và dân sự. Trong chiến tranh đô thị dày đặc, các quan chức phát biểu với điều kiện giấu tên để thẳng thắn nói về các cuộc thảo luận riêng tư. Trung tá Jonathan Conricus, phát ngôn viên của IDF cho biết trong một cuộc họp báo được phát trực tiếp trên mạng xã hội, chúng tôi đang tập trung vào phía bắc Gaza vì đó là nơi Hamas có hầu hết các thành trì của họ. IDF mô tả đã tấn công ít nhất 450 mục tiêu trong đêm và chiếm giữ khu nhà của Hamas. Khi giao tranh trên bộ lan rộng hôm thứ Hai, Patel, nhà cung cấp viễn thông chính của Palestine cho biết các dịch vụ liên lạc đang dần trở lại trực tuyến ở các khu vực của dải Gaza sau khi ngừng hoạt động vào Chủ nhật. Sự cố mất điện đó xảy ra trong một số cuộc tấn công dữ dội nhất của chiến tranh ở nửa phía bắc của dải Gaza cho đến nay. Tuy nhiên, các cuộc gọi và truy cập Internet trên khắp dải Gaza vẫn không ổn định và không ổn định do các cuộc ném bom của Israel đã làm hư hỏng cơ sở hạ tầng liên lạc. Trong khi đó, quân đội hôm thứ Hai đã kêu gọi người dân Gaza di chuyển đến nửa phía nam của vùng đất, nơi họ nói rằng dân thường sẽ được bảo vệ, mặc dù người dân Gaza nói rằng họ phải đối mặt với các cuộc bắn phá bất kể họ đi đâu và họ không thể di chuyển an toàn trong bối cảnh giao tranh. Ghassan Abu Sita, bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất của thành phố Gaza, cho biết vào tối Chủ nhật, toàn bộ bệnh viện rung chuyển đến tận lõi bởi những vụ nổ lớn. Trong thời gian mất liên lạc, khoảng 50.000 người Gaza phải di tản đến trú ẩn trong bệnh viện. Ông cho biết, trong vòng vài giờ, hàng trăm người chết và bị thương từ trại tị nạn Shati gần đó bắt đầu đổ về. Số lượng thương vong vẫn chưa rõ ràng và mọi người không thể xác định độc lập nguồn gốc các cuộc đình công, các cuộc tấn công, thưa quý vị. Abu Sita cho biết, trong bóng tối, các bác sĩ đã điều trị cho những người trong bãi đậu xe vì mọi nơi khác đều chật kín. Tính đến chiều thứ Hai, 6 phòng phẫu thuật của bệnh viện đã đóng cửa vì thiếu nhiên liệu cần thiết để duy trì hoạt động của máy phát điện trong bối cảnh thiếu điện hoàn toàn. Ông nói, trong 5 phòng phẫu thuật còn lại, chúng tôi không thể làm được gì nhiều. Nếu không có điện hoặc đủ thuốc, chúng tôi đang chọn ngẫu nhiên những người mà chúng tôi có thể giải phẫu. Hazem Chuda, 39 tuổi, cha của 6 đứa con ở trại tị nạn Shati, nơi người dân cho biết đã bị ảnh hưởng nặng nề vào tối Chủ nhật, cho biết ông và gia đình trực hệ của mình sống sót, nhưng nhiều hàng xóm của ông thì không. Ông nói với mọi người qua điện thoại hôm thứ Hai rằng ông nhìn thấy xác chết ở xung quanh chúng tôi. Ông nói họ đã cắt Internet và liên lạc và những liên lạc khác để thực hiện các cuộc tấn công của mình. Israel cố tình cô lập chúng tôi với thế giới để không ai biết. Người phát ngôn của quân đội Israel từ chối bình luận về các cáo buộc liên quan đến việc mất điện với các chiến dịch ném bom. Nhưng các quan chức Mỹ trước đây cho biết Israel đứng sau việc cắt liên lạc. Bộ Y tế Gaza cũng báo cáo một loạt tấn công trong đêm nhằm vào các bệnh viện khác, bao gồm cả vụ tấn công vào bệnh viện tâm thần duy nhất của Gaza, khiến 8 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công khác khiến giết chết 4 người tại bệnh viện Mac Gaza và 4 người khác tại bệnh viện Nhi Ratisi. Tuy nhiên, các bệnh viện và trường học của Liên Hợp Quốc lại là nơi trú ẩn cuối cùng của hàng trăm nghìn người dân Gaza phải di dời. Trong các cuộc chiến trước đây, người dân Gaza có thể mong đợi sự an toàn tương đối, khả năng tiếp cận thực phẩm, nước uống và thuốc men. Nhưng trong cuộc giao tranh kéo dài sang tháng thứ Hai, những địa điểm này tràn ngập người, chỉ còn lại nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống ít ỏi và ngày càng gần với cuộc giao tranh. Các nhà ngoại giao Mỹ cho biết
họ đang nỗ lực mở rộng các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tới Gaza, nơi mà họ tin rằng cần khoảng 600 xe tải mỗi ngày, tăng từ con số hiện tại chỉ là 100 lên 120, đã và đang thiết lập một hệ thống sàng lọc hiệu quả đối với dòng chảy khổng lồ, đủ an toàn để làm hài lòng người Israel rằng sự hỗ trợ quân sự cho Hamas sẽ không bị bỏ qua. Khi nói về những nỗ lực thúc đẩy tạm dừng nhân đạo, Blinken cho biết điều quan trọng là phải thấy sự tiến bộ trong tình hình của hơn 200 con tin đang bị Hamas bắt giữ. Ông nói, nhưng chúng tôi cũng tin rằng việc tạm dừng chiến đấu cũng có thể giúp thúc đẩy đề xuất đó. Nhiều gia đình của các con tin Israel ủng hộ một chiến dịch tiếp tục vì tin rằng, không giống như chính quyền Biden, rằng chỉ có áp lực quân sự bền vững mới dẫn đến việc thả con tin. Là một phần trong chiến dịch chớp nhoáng ở Trung Đông của mình, Blinken cũng đã đẩy lùi chính phủ Iran, quốc gia mà chính quyền Biden lo ngại có thể tham gia cuộc chiến chống lại Israel, mở rộng cuộc xung đột thành một cuộc chiến tranh khu vực. Tuy nhiên, theo một quan chức Mỹ, Iran đã gửi tín hiệu tới Mỹ rằng họ không muốn tham gia vào cuộc xung đột khu vực và Mỹ cũng gửi tín hiệu tương tự. Blinken đã gặp Chủ nhật với Thủ tướng Iraq Mohammad Shia al-Sudani, người sau đó đã tới Iran mang theo thông điệp tới nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. Sau cuộc gặp ở Tehran, ông Khamenei cho rằng Iraq có thể là trung gian, là một quốc gia quan trọng trong khu vực. Iraq có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc gây áp lực chính trị lên Mỹ và chế độ chiếm đóng nhằm ngăn chặn vụ thảm sát người dân Gaza cũng như bắt đầu một cách tiếp cận mới trong thế giới Ả Rập và Hồi giáo. Khamenei đăng trên Twitter X sau cuộc họp. Chúng ta chuyển sang phần tin giáo dục Hoa Kỳ. Các nghiên cứu thách thức giả định rằng các trường học có học sinh thu nhập thấp bị thiếu kinh phí. Nhà văn và nhà giáo dục Jonathan Cozon đã vạch trần cái mà ông gọi là sự bất bình đẳng nghiêm trọng trong nền giáo dục Hoa Kỳ vào những năm 1980. Ông nói, các trường học ở thành thị quá đông đúc và thiếu nhân lực, thiếu nguồn tài chính như các trường ở ngoại ô. Những tiết lộ sống động của ông vẫn còn gây tiếng vang trong các cuộc tranh luận ở trường. Nhiều người vẫn cho rằng chi phí học tập của trẻ em có thu nhập thấp, ít hơn so với trẻ em giàu có. Điều đó bây giờ có vẻ sai. Theo một số nghiên cứu gần đây, Adam Tyner kết luận trong báo cáo tháng 7 của mình, cải cách tài chính trường học ở mức độ thấp hơn là việc tăng tài trợ giáo dục liên bang đã xóa bỏ khoảng cách giữa các trường phục vụ học sinh giàu có hơn và kém hơn. Ít nhất là khi các trường đó nằm trong cùng một tiểu bang. Nghĩ lại, phải chăng nguồn tài trợ giáo dục ở Mỹ vẫn không đồng đều, viết cho viện Thomas B. Fordham, một tổ chức tư vấn phi lợi nhuận nơi Tyner là giám đốc nghiên cứu quốc gia. Có thể là quá lạc quan khi nói, như Tyner nghĩ rằng sự bất bình đẳng dai dẳng một cách đáng xấu hổ của nước Mỹ trong việc tài trợ cho trường học cuối cùng đã là chuyện quá khứ. Tương lai vẫn chưa chắc chắn, nhưng một số chuyên gia thừa nhận rằng việc thu hẹp khoảng cách tài trợ là có thật. Ví dụ, một nghiên cứu của các nhà kinh tế học Berkeley ở khu vực trường học giàu nhất và nghèo nhất của mỗi bang cho thấy khoảng cách lớn về tài chính năm 1990 đã biến mất vào năm 2005. Báo cáo của Tyner minh họa sự phức tạp của tăng trưởng nguồn vốn với những hiểu biết thông thường theo sau những gì con số cho thấy. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo truyền thống, có theo học tại các trường được tài trợ kém không? Không còn nữa. Có phải việc loại bỏ các khoảng cách về địa vị kinh tế xã hội cũng đồng nghĩa với việc khoảng cách về tài trợ giữa chủng tộc và dân tộc cũng biến mất? Hầu hết, nhưng một số tiểu bang vẫn có khoảng cách tài trợ theo chủng tộc. Có phải nguồn tài trợ bình đẳng có nghĩa là nguồn lực công bằng cho sinh viên? Không cần thiết. Việc đảm bảo khả năng tiếp cận một số nguồn lực, chẳng hạn như giáo viên chất lượng cao, sẽ tốn kém hơn những trường phục vụ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn. Báo cáo của Tyner cho biết, mức độ thiếu hụt nguồn tài chính từng khủng khiếp như thế nào. Vào những năm 1920, các trường dành cho người da đen phân biệt chủng tộc ở Georgia và Mississippi chỉ nhận được 1/8 và 1/5 số tiền mà các trường dành cho người da trắng phân biệt chủng tộc ở cùng bang nhận được, ông nói. Ngay cả sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tán thành việc sáp nhập trường học vào năm 1954, chuyến bay của White đến các quận ngoại ô đã tàn phá các cơ sở thuế địa phương ở các thành phố. Một sự thay đổi dần dần bắt đầu khi Tòa án Tối cao California ra phán quyết vào năm 1971 rằng hệ thống đánh thuế như vậy đã phân biệt đối xử với người nghèo. Kể từ đó, nhiều bang đã cải cách hệ thống tài chính trường học của họ. Trên toàn quốc, tài trợ cho mỗi học sinh tại trường học đã tăng 81%, tính bằng đô la được điều chỉnh theo lạm phát từ năm 1985 đến năm 2019. Theo tính toán của Tyner, dựa trên các bảng trong thông báo thống kê giáo dục, hàng trăm tỷ đô la từ quỹ cứu trợ liên bang được cung cấp vì đại dịch cũng đã được giúp ích. Tyner cho biết, mặc dù vách đá tài chính hiện ra, khi những khoản tiền đó hết hạn, Tyner nói, khi viết bài này, học sinh ở hầu hết các trường công lập ở Mỹ, đặc biệt là những trường có nhiều học sinh đến từ những gia đình có thu nhập thấp, đang phải trải qua những khoản chi tiêu chưa từng có. Các chuyên gia có hiểu biết tốt vẫn còn lo ngại. Học giả Linda Darling-Hammond của Đại học Stanford lưu ý rằng,
việc cải thiện nguồn tài trợ diễn ra chậm ở nhiều nơi. Steve Kramer, cộng tác viên nghiên cứu cấp cao của Hiệp hội Đối tác Giáo dục STEM thế kỷ 21 cho biết, ngay cả khi có nhiều tiền hơn cho các chương trình học ở trường, việc trẻ em đến trường trong tình trạng đói hoặc bị chấn thương sẽ ảnh hưởng lớn đến việc học tập. Kozon, hiện 87 tuổi, vẫn đang viết và nói về sự bất bình đẳng, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy mối quan tâm mà ông truyền cảm hứng về những khoảng cách đã khiến các quan chức địa phương, tiểu bang và liên bang phải thực hiện những cải thiện đáng kể. Những thay đổi này là một phần của một trong những phong trào xã hội mạnh mẽ nhất và bị đánh giá thấp trong thời đại này. Thêm tài trợ cho các trường học là một yếu tố, việc tăng chi tiêu cho giáo dục đã tạo ra ít tranh cãi hơn trong các cuộc họp hội đồng nhà trường so với các chủ đề như những vấn đề khó chịu được nêu trong sách giáo khoa. Một yếu tố khác là sự tăng trưởng với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học trong nước từ 16% năm 1980 lên 37% vào năm 2020. Việc học đại học, đặc biệt đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, ngày càng nhận được sự ủng hộ và trở thành chủ đề yêu thích của các bộ phim truyền hình, các cuộc họp PTA và hoạt động gây quỹ từ thiện. Phong trào trường bán công, sự thay đổi lớn nhất trong giáo dục công của Mỹ trong 20 năm qua, ở nhiều nơi vẫn được dẫn dắt bởi các giáo viên hoạt động và các nhà tài trợ trường học, những người muốn cung cấp cho học sinh có thu nhập thấp những bài học nghiêm ngặt hơn để chuẩn bị cho đại học. Các mạng lưới bán công khổng lồ như KIPP, 120.000 sinh viên, và IDEA, 80.000 sinh viên, nơi tiếp nhận trẻ em gần như hoàn toàn có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, chưa từng được biết đến cho đến hai thập kỷ trước và được truyền cảm hứng một phần bởi những lo ngại về chênh lệch chi tiêu, kính thưa quý vị. Trọng tâm của cải cách đang chuyển sang nâng cao thành tích. Dữ liệu liên bang công bố vào tháng 6 cho thấy điểm kiểm tra trung bình của học sinh 13 tuổi ở Hoa Kỳ đã giảm trong môn đọc và toán kể từ năm 2020. Những người đấu tranh để xóa bỏ sự bất bình đẳng về tài chính giờ đây muốn có nhiều yêu cầu giảng dạy cao hơn và truyền cảm hứng hơn. Các tiểu bang và khu học chánh khác nhau đang giải quyết vấn đề về thành tích thấp bằng nhiều cách, đào tạo giáo viên tốt hơn, ngày học dài hơn và tổ chức lại các lớp học cho học sinh yếu kém. Và là một phần của sự kết hợp này, nhưng việc cải thiện việc học có thể đòi hỏi nhiều nỗ lực và phối hợp hơn là cân bằng chi tiêu. Kính thưa quý vị. Và phần tin kế tiếp là phần tin tội phạm địa phương và an toàn công cộng. Sĩ quan cảnh sát ở Park của Hoa Kỳ vô tình bắn chết đồng nghiệp. Sĩ quan cảnh sát tại công viên Hoa Kỳ đang làm nhiệm vụ Alexander Roy không nghĩ rằng súng đã được nạp đạn nên sáng sớm Chủ nhật, anh ta đột nhiên chĩa súng vào một sĩ quan đồng nghiệp và bóp cò, khiến ông ta tử vong, cảnh sát quận Fairfax cho biết. Theo báo cáo của cảnh sát vào thời điểm, cảnh sát đến căn hộ McLean lúc 12 giờ 20 phút sáng, Jesse Brown Hernandez, 22 tuổi, đã chết với vết thương do đạn bắn ở phần trên cơ thể. Cảnh sát cho biết Roy, 25 tuổi, ở McLean bị buộc tội ngộ sát trong cái chết của Hernandez và đang bị giam giữ không có bảo lãnh tại trung tâm giam giữ người lớn quận Fairfax. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, 4 người, trong đó có 3 nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ, đang uống rượu tại một căn hộ. Báo cáo của cảnh sát cho biết rượu được cho là nguyên nhân gây ra vụ nổ súng. Cảnh sát cho biết sơ bộ, các thám tử xác định Roy đang cố gắng bắn khô khẩu súng, tức là bóp còi một khẩu súng chưa được nạp đạn, và cuộc điều tra hiện tại vẫn đang được tiến hành. Chúng ta trở lại việc kinh doanh của Hoa Kỳ. Việc thu hồi túi trái cây mở rộng sau khi có nhiều bệnh liên quan đến chì. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã được thông báo về ít nhất 7 người bị bệnh ở 5 tiểu bang. Tất cả đều liên quan đến táo xoay nhuyễn, xoay nhuyễn có khả năng bị nhiễm độc. Ba công ty đã ban hành lệnh thu hồi túi đựng nước sốt táo dành cho trẻ em vì chúng có thể chứa hàm lượng chì cao. Cơ quan quản lý cho biết ít nhất 7 căn bệnh ở 5 bang có liên quan đến món nhuyễn bị nhiễm độc. Snuck Markets Inc. ở St. Louis đã thông báo thu hồi một số túi đựng sốt táo do mức độ chì cao được tìm thấy trong nguyên liệu quế thô được Ultra Food SAS, công ty sản xuất túi, sử dụng. Wanabana và chủ siêu thị Waze cũng có những hành động tương tự. Cuộc thu hồi diễn ra khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm mở rộng cuộc điều tra các sản phẩm. Tính đến ngày 1 tháng 11, một báo cáo của FDA đã trích dẫn 7 trường hợp bệnh được báo cáo ở ít nhất 5 tiểu bang Arkansas, Louisiana, Maryland, Missouri và North Carolina. Chì độc hại đối với con người và có thể ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi hoặc tình trạng sức khỏe. Các triệu chứng ngắn hạn có thể bao gồm nhức đầu, đau bụng, nôn mửa và thiếu máu, trong khi tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến đau cơ, khó tập trung và run rẩy cùng các triệu chứng khác. Trẻ nhỏ được cho là đặc biệt dễ bị tổn thương. Cơ quan y tế Bắc Carolina cảnh báo trong một thông cáo báo chí, vì trẻ em dưới 6 tuổi đang trải qua quá trình phát triển thể chất và thần kinh quan trọng, nên chúng đặc biệt dễ bị tổn thương trước những tác động bất lợi của chì đối với cơ thể. FDA cảnh báo rằng
Hầu hết trẻ em ban đầu không có triệu chứng gì khi tiếp xúc với chì. Các nhà sản xuất cho biết, cha mẹ nên nói chuyện với các bác sĩ về bất kỳ khả năng phơi nhiễm chì nào và đi xét nghiệm máu nếu cần. Các túi bị thu hồi gần đây bao gồm túi sốt táo quế Snug 12 gói UBC 413-180-1152, túi đựng sốt táo quế Snug 4 gói UBC 4131-801-1155, Snug Apple Sauce Pouch loại 20 gói UBC 4131-801-1157. Tất cả các túi Puree, trái cây quế, Guanabana, bất kể từ ngày hết hạn. Và mã lô, một số lô sốt táo quế nhãn hiệu Waze có mã UPC 04149-721-6123. Và bản tin về việc kinh doanh thu hồi của FDA đối với những túi sốt táo quế đã kết thúc chương trình tin tức buổi sáng ngày hôm nay. Và tôi là Tí Tin Tức trên kênh Chuyện Nước Mỹ của Tí. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe Tí Tin Tức trên kênh Chuyện Nước Mỹ của Tí sáng sớm ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày làm việc thành công và có nhiều may mắn trong cuộc sống. Quý vị thích bản tin thì cho Tí một like, share, đăng ký và nhấn nút tham gia nếu quý vị có chút tài chính. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Chào tạm biệt. Bye!